my God. Vâng, chào các bạn đã đến với video tiếp theo của mình. Và hôm nay mình sẽ làm tiếp cái phần trước mình bỏ dở, và mình sẽ làm sửa lại cái bình. Đây, lần này mình đã mua một hộp lớn. Đấy, trước là mình mua 4 hộp nhỏ là 20 ngàn. Một lọ lớn này 18 ngàn. Và một nồi luôn. Cực kỳ nhiều. Trời. Thật sự luôn á. Cảm thấy hơi hẳn dễ sợ. Ok. Và bây giờ mình sẽ sửa tiếp phần này. Mình có chuẩn bị thêm một ít keo nến để dán phần ít phần chân cho nó không bị cho nó không bị gì đâu, không bị đổ ấy. À. Đã. Và sau bao nhiêu công sức mệt nhoài thì mình đã làm cho nó được thế đấy. Hy vọng là mình chắc là bỏ đồ ăn vào đây chắc không đổ đâu nhỉ. Cái cả bao nhiêu 40 ngàn tiền keo chít gì, tiền keo nến nữa chưa tính nữa. Thật sự. Vâng, cảm ơn các bạn đã đón xem và hẹn các bạn ở video tiếp theo. Cái này là cho ăn sầu riêng. Hậu quả trước mắt. Oh my God.